Con lục sách thấy có nói từng cõi trời tương ứng với cấp độ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nếu ai đắc thiền thì kiếp sau sẽ được tái sanh lên cõi trời. Hay lúc cận tử nhập vào từng thiền thì mới được sanh lên cõi trời. Để mà sanh được vào các cái cõi thiền, cõi trời, sắc giới, vô sắc giới đó, thì vị ấy khi mà mệnh chung không được hoại thiền. Có nghĩa là khi cận tử đó, vị đó vẫn phải nhập thiền ha, nhập thiền thì mệnh chung khi đó vị đó mới sanh lên cái cõi phạm thiên tương ứng. Chứ còn nếu như vị ấy hoại thiền á thì vị ấy sẽ không thể tái sanh lên các cái cõi trời đó được.